Xin chào anh em. Như anh em đã thấy, mình đã gặp phải một vài vấn đề khi giao dịch trên sàn Binance. Đó là sàn giao dịch này không hỗ trợ một vài đồng coin nhỏ cũng như là khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một giải pháp, đó là PancakeSwap. Thì với giải pháp này, anh em sẽ có thể tiếp cận được với nhiều đồng coin mà ít người biết trên thị trường. Chần chờ gì nữa, mình là Nguyên và hãy cùng mình trải nghiệm PancakeSwap hôm nay nhé. Rồi thì như anh em đã thấy, đây là giao dịch của PancakeSwap. Thì trước khi mà thực hiện các thao tác ở trên PancakeSwap á, thì mình muốn lưu ý với anh em đó là chúng ta cần phải kết nối với lại ví MetaMask. Đây. Và một lưu ý nữa đó là anh em sẽ phải kết nối với Binance Smart Chain nha. Vì PancakeSwap là một ứng dụng AMM ở trên Binance Smart Chain, do đó là chúng ta cần phải kết nối đúng chuỗi blockchain thì mới có thể tương tác được với ứng dụng này. Rồi, như đã nói ở đầu video á, thì chúng ta sẽ thực hiện giao dịch ở trên PancakeSwap. Chúng ta bấm vào Trade và Exchange. Thì đây là giao diện mà chúng ta có thể swap từ một đồng token nào đó sang một đồng token mà mình muốn. Ở đây thì mình sẽ chọn swap từ từ BNB sang PancakeSwap. Ok. Ở chỗ này chúng ta sẽ nhập số lượng token mà mình muốn. Mình nhập số lượng token mình muốn. Ở đây chúng ta sẽ có thể kiểm tra được tỷ giá mà mình sẽ thực hiện việc quy đổi. Mũi tên này thì mình bấm vào để mình có thể chỉnh cái chiều tỷ giá nha. Đây, nhìn em đã thấy. Rồi. Price impact tức là cái mức độ trượt giá của cái giao dịch này. Thì ở đây người ta cho chúng ta biết là 0.54%, tức là nó sẽ dịch so với cái tỷ lệ ở trên này là khoảng 0.54%. Và vì là có cái mức độ trượt giá này cho nên là chúng ta sẽ không hoàn toàn nhận được đúng 0.136875 như ở trên cái giao dịch nó hiện ở đây. Tuy nhiên nền tảng nó vẫn cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ có thể nhận được ít nhất là 0.135k. đây rồi, ok, đây là mức phí mà các bạn phải trả cho các liquidity provider. Thì như mình đã nói là phí giao dịch sẽ phải trả bằng BNB. Rồi, ok, chúng ta bấm vào swap và confirm. Khi mà bấm confirm á, thì màn hình sẽ trả sang cái giao diện xác nhận. Chúng ta bấm xác nhận. Rồi, như anh em đã thấy thì chúng ta đã gửi cái giao dịch này lên blockchain và hệ thống của Binance Smart Chain sẽ thực hiện xác thực cái giao dịch này. Rồi, chúng ta đợi nhé. Có vẻ như là giao dịch nó đang xác thực hơi lâu. Ok, boom, chúng ta thấy là số dư BNB vừa giảm xuống còn 0.04 và số dư của PancakeSwap tăng lên. Thì như vậy là chúng ta đã thực hiện swap thành công trên PancakeSwap nhé. Rồi, thì như mình đã nói ở đầu video á, thì PancakeSwap nó hỗ trợ rất nhiều đồng token chưa lên Binance. Thì anh em có thể thấy ở đây nè, rất nhiều cái đồng token như là Alpaca, NIMTLX hay là API Swap. Thì mình cũng khuyến khích với anh em là nên tìm hiểu kỹ các đồng này trước khi mua. Bởi vì đúng là nó có tiềm năng tăng trưởng rất cao, nhưng mà vì là niêm yết trên một sàn phi tập trung cho nên là cái mức độ uy tín của dự án thì các bạn sẽ phải tự tìm hiểu và tự mua. Thì PancakeSwap nó chỉ là một nơi để anh em có thể tiếp cận cái đồng token này nó dễ dàng hơn thôi. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua cách swap trên PancakeSwap. Rồi, thì sau khi chúng ta đã swap trên PancakeSwap thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái tính năng mà rất nhiều người thắc mắc, đó là tính năng farm.
Nhưng mà trước hết á, thì mình muốn nói với anh em một vài thao tác trước khi chúng ta farm, đó là chúng ta cần phải cung cấp thanh khoản. Thì cung cấp thanh khoản chúng ta sẽ vào cái mục là liquidity, sau đó chúng ta bấm add liquidity. Ở đây mình sẽ muốn cung cấp thanh khoản cho cặp BNB và K. Ok. Thì mình bấm approve K nha, để cho cái nền tảng nó mình để cho cái ví nó cấp quyền cho nền tảng tương tác với lại cái token này. Rồi, chờ. A few moments later. Rồi, thì mình muốn lý giải một xíu về hoạt động thêm thanh khoản, tức là add liquidity này. Thì anh em hình dung á là sàn giao dịch nó sẽ tạo ra một cái rổ tiền, và trong cái rổ này sẽ có nhiều người bỏ BNB và Cake vào. Thì ví dụ như mình muốn mua Cake bằng BNB giống như ở đầu video, ở đoạn trước, thì mình sẽ bỏ BNB vào cái rổ và lấy ra Cake. Thì tất nhiên là cái rổ nó sẽ phải có tiền sẵn. Thì mục đích của cái hoạt động add liquidity này là cung cấp tiền cho cái rổ đó trước nha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn số lượng K và BNB. Về cơ bản thì giá trị của lượng tiền bỏ vào, giá trị của lượng K các bạn bỏ vào với lại giá trị của lượng BNB anh em bỏ vào á, thì nó sẽ phải tương đồng với nhau. Rồi, mình bấm supply, confirm supply. Chúng ta tiếp tục xác nhận giao dịch. Rồi, chúng ta sẽ chờ. Ok. Thì sau khi cung cấp thanh khoản thành công, PancakeSwap sẽ trả về cho chúng ta một cái LP tokens. Thì anh em có thể thấy ở đây thì chúng ta đang có 0.05994 LP token. Thì LP token này nó tượng trưng cho một cái giấy chứng nhận là anh em đã tham gia vào hoạt động cung cấp thanh khoản ở trên PancakeSwap. Rồi, thì LP token này được dùng để làm gì, và có thể giúp anh em kiếm được lợi nhuận như thế nào á, thì mình sẽ giải thích trong phần farming nhé. Ok, mình quay trở lại với câu hỏi mà nhiều anh em thắc mắc, đó là farm là như thế nào. Thì trước hết anh em nhìn ở trên cái giao diện, chúng ta sẽ thấy ở mục farm, bấm vào. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có các cái pool. Thì anh em đọc ở đây thì nó sẽ cho anh em thấy là những cái token nào mà anh em cần phải cung cấp thanh khoản thì mới có thể farm được nhé. Ví dụ như hồi nãy mình đã cung cấp thanh khoản cho cặp Cake và BNB, thì bây giờ mình sẽ farming bằng cái pool này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bấm enable để xác thực cái pool này đã. 2000 years later. Rồi, sau khi chúng ta xác thực thì chúng ta bấm vào stake LP token. Thì như anh em đã thấy á, cái LP token hồi nãy mà sau khi anh em cung cấp thanh khoản người ta trả về á, thì bây giờ anh em có thể stake nó vào trong cái pool farm này. Và chúng ta bắt đầu hưởng được lợi nhuận từ cái hoạt động farming. Rồi, chúng ta chờ một xíu để xác thực giao dịch nhé. Ok, bây giờ nền tảng đã nhận cái LP token của anh em lại, tức là anh em sẽ khóa LP token vào và nền tảng sẽ bắt đầu trả về cho anh em lượng Cake như kiểu là một phần thưởng cho cái hoạt động farming của anh em. Rồi, ở đây anh em có thể theo dõi được là lượng Cake mà mình đang hưởng và có thể nhận về như là phần thưởng. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng đi qua ba tính năng chính của PancakeSwap, đó chính là swap, cung cấp thanh khoản và farming. Hy vọng video lần này hữu ích cho anh em. Nếu như có thắc mắc gì, anh em có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận dưới đây. Hãy bấm like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68 nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.